Vâng, và vừa mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có tầm khoảng 200 cây dảo siêu nụ nha cả nhà. Thì tất cả các cái cây ghép thì em ghép tốt nhất đều được uống rễ hết nha. Đây, cái này em bấm đọt rồi nè. Bấm đọt để cho nó nhảy nhiều cái nhánh nhỏ ha cả nhà. Như vậy thì cây của mình sau này nó nhặt mắt, nó ra nụ khích hơn, rất là đẹp luôn nha. Và đặc biệt là siêu nụ thì nó nụ của nó rất rất là nhiều luôn. Tết thì nụ hoa rất là nhiều. Và cái lô này thì chơi Tết được rồi nha cả nhà. Tết nay là có hoa rồi nha. Đó, đây. Tất cả các cái cây thì đều được ghép cái gốc nhớt uống rễ. Cái lô này thì em thấy quấn rễ cũng được, cũng đẹp á. Đây, cả nhà thấy không? Đó, rất là xum xuê nha. Cây này cứng tàn rồi nha cả nhà. Ai mà mới biết chơi về thì nuôi cũng sẽ rất là ok nha. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Cái này về chúng ta thường ví dụ nó ra dài quá thì chúng ta ngắt đọt nha cả nhà. À, ngắt đọt để cho nó bắn nhiều cái tàn nha. Ví dụ như đây nè, em ngắt đọt nó chuẩn bị nhảy tàn, cả nhà thấy không? Đó, mình ngắt nó nhảy tàn như vậy nó mới đẹp nha. Rồi, cái lô này dảo siêu nụ này thì em bán với giá là 250.000 một cặp, em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chế chè bông nha cả nhà ơi.